Rồi xin chào anh em đã quay trở lại với channel của cửa hàng Phú Hương bên em ha. Bữa nay gửi tới tiếp tục cho anh em một cái lô máy rất là nhiều luôn. Đây em lấy lên nè, anh em thấy dữ chưa? Đó là gần 30 máy cưa cho anh em tha hồ lựa luôn. Thì để dễ cho anh em phân biệt những cái phân khúc nào đó, thì bên em có viết cho anh em ba cái tờ giấy đây. Ví dụ như cái hàng đầu tiên này đó là những cái dòng máy mà phổ thông, những cái dòng máy mà em bán chạy nhất và nó dễ xài nhất ha. Thì cái hàng đầu tiên là anh em lựa, tức là xài gia đình đồ này kia các kiểu mà muốn tầm phổ thông thì anh em lấy con này. Còn cái hàng phía trên này, từ cái con màu vàng này đổ dài cho tới cái con Sinowa 346 này đó, do 350 đó, tới con 350 màu đỏ đó là phân khúc cao cấp. Thì cái dòng này nó sẽ khác, nó nâng cấp thêm, nó thật ra là nó nâng cấp của cái dòng phổ thông hơn. Thì nó sẽ thêm những cái công nghệ vô, ví dụ như là chống rung, trợ lực, le tự động đồ kia các kiểu, thì nó sẽ giúp cho mình cái trải nghiệm cưa nó êm ái hơn, nó nổ máy nó nghe hay hơn ha. Rồi còn cái hàng ở trên này thì nó chỉ có 3 con thôi, thì đây là 3 con dòng máy lớn dùng để cho anh em khai thác hoặc là cưa những cái cây mà đường kính nó lớn, thì anh em xài 3 con này ha. Rồi ok chưa? Như vậy là anh em cứ xác định một điều là nếu mà mình xài gia đình á thì mình xài 2 phân khúc này là ok rồi. Đó, thì nó cũng giống như là anh em mua những cái máy này thì nó giống như là anh em mua chạy những cái chiếc xe mà dòng phổ thông vậy đó, ví dụ như chiếc quay, chiếc rim. Và bây giờ anh em có điều kiện kinh tế thì có thể lấy những cái dòng ở phía trên, thì những dòng đó nó giống như là xe Accenter, Airblade hoặc là thậm chí là SH luôn, thì mình chạy nó cũng chạy được, nó vẫn chạy ngon lành ok, nhưng mà cái cảm giác chạy, cái độ sướng, cái độ cao cấp của nó thì nó là khác biệt giữa hai này, là nó như vậy thôi ha. Đó chứ không phải là cái con ở trên này thì là máy nó xài bền hơn, nó nhạy nổ hơn, nó tốt hơn, không phải vậy nha anh em. Dưới này vẫn xài ok bình thường, nhưng mà nó thuộc cái phân khúc là phân khúc bình dân, phân khúc phổ thông thôi ha. Ở trên thì nó thêm công nghệ vô thôi đó. Còn máy là bên em bao cho anh em là rất là nhạy nổ, và bên em đã test tới test lui rất là nhiều lần rồi, nên là anh em sử dụng là cực kỳ ok luôn ha. Rồi ngoài ra thì bên em có rất là nhiều, anh em có rất là nhiều sự lựa chọn, có rất là nhiều kênh bán, nhưng mà anh em đến với cái kênh bên em á thì em bao cho anh em, cam kết cho anh em những cái máy này là cam kết một đời chủ từ đầu, tức là không kinh doanh những cái máy mà đã qua sử dụng tại Việt Nam, thì những cái máy như vậy sẽ xài không ngon. Anh em muốn ngon, muốn bền, muốn rẻ thì nên phải lấy những cái hàng mà hàng từ bãi, từ mực Nhật về như thế này nè, thì xài nó mới ok. Đó là cái ưu điểm của cái kênh cửa hàng bên em. Rồi ngoài ra thì bên em bán thì bên em sẽ có bảo hành cho anh em, và cam kết cho anh em là có phụ tùng những cái máy này trong vòng 10 năm cho anh em yên tâm sử dụng. Còn anh em những mua những cái kênh lẻ tẻ khác, nhiều khi á mua tới lúc mà xài hư IC bị chụp giật đồ này kia, anh em quay lại kiếm là sẽ không có phụ tùng nha anh em. Máy bãi muốn mạnh hay yếu là do cái tiềm năng, cái tiềm lực phụ tùng của mình nó có mạnh hay không thì mình mới bán nó máy mạnh được ha. Thì em bán là mười mấy năm nay rồi. Rồi thì kênh bên cái video clip này nó sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là bên em sẽ giới thiệu review sơ về thông số máy, phần thứ hai em sẽ châm xăng test nổ lên. Anh em ưng con nào thì alo chốt giùm em qua số hotline 0967100003 ha. Rồi lô này thì nó tới 30 máy nha nè, 30 máy nên là anh em tha hồ lựa luôn. Còn em đã tư vấn rồi, mà anh em có gì mà thắc mắc thêm đó thì anh em có thể nhắn qua Zalo hoặc là gọi trực tiếp, em sẽ tư vấn thêm cho anh em nha. Còn những anh em mà không chịu coi máy, không chịu coi clip mà cứ đè cái số điện thoại lên, bốc lên hỏi em, ví dụ như cái con màu đỏ này lam dạ bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu, công suất bao nhiêu, thì em xin phép không trả lời. Tại vì anh em mua thì anh em phải có thiện chí, anh em phải chịu khó xem cái clip qua, em giới thiệu sơ qua rồi, em đã có cân đông đo đếm rồi thì anh em xem qua. Còn những cái gì mà em không nói, anh em chưa hiểu thêm sau khi xem cái clip á thì anh em hả hỏi. Còn những vấn đề em đã nói trên clip rồi thì anh em chịu khó xem, nhất là những cái vấn đề cơ bản như là về công suất, về cân nặng, về lam, thì anh em chịu khó mở clip xem giùm em ha. Rồi đầu tiên cái con máy rẻ nhất trong cái lô này là cái con X1 nha anh em. Con này thì quá quen thuộc với anh em rồi, hổm gài về cũng rất là nhiều lô, và anh em cái độ tương tác, cái độ mà phản hồi của anh em xài những cái dòng máy này thì nó rất là ok. Nó là những nó là cái con máy mà trong cái dòng máy Nhật bãi giá rẻ nhất mà vẫn đảm bảo cho anh em xài ổn định, xài ok cho anh em xài gia đình. Đây là cái dòng Homelite ha. Cái dòng này thì nó có nhược điểm, đương nhiên là nó có nhược điểm là nó rẻ hơn, mà nó ưu điểm hết, nó ngon hết, ai xài những cái dòng kênh anh em. Con này thì nói chung là nó là cái phân khúc mà rẻ nhất mà anh em có thể xài gọi là ngon, ổn định ha. Nhưng mà nó vẫn có nhược điểm, thứ nhất là cái tiếng nổ của nó nghe rất là lớn, tại vì cái bô nó thiết kế mỏng lắm đó, thì anh em phải đánh đổi nha. Rẻ thì nó sẽ không ngon được đâu, nhưng mà mình xài vẫn ok, vẫn được bình thường, nhưng mà nó sẽ có nhược điểm là tiếng nổ nó lớn. Cái hai nữa là cái vàng lông, cái màu sắc, màu sơn bên ngoài của nó không quá đẹp, không quá vượt trội đó. Anh em kiếm một cái máy để xài không, chứ không phải để ngắm, thì anh em lấy con này là ok.
Ngoài ra cái nhược điểm thứ ba nữa cũng không phải quá nặng nề, đó là nó sẽ hao xăng hơn những cái dòng máy ở bên đây, tại vì nó là những đây là cái dòng máy nhờ Mỹ anh em, máy Nhật Bản nhưng mà sản xuất cho mấy thằng Mỹ Tây Long nó xài, nên là mấy thằng Mỹ thì nó yêu cầu là chạy bốc khỏe đó, giống như mấy xe Mỹ thì anh em biết rồi, nên là nó nếu mà anh em thiên về cái độ mà tiết kiệm xăng tối ưu thì anh em lấy những cái hàng phía trên tiếp theo. Còn nếu mà anh em kiếm một cái con máy giá rẻ, nó có thể hao xăng hơn chút tí xíu, nó ồn hơn tí xíu, màu sắc nó không đẹp hơn, thì anh em lấy con này là ok, ổn trong tầm giá nha anh em. Và em đã bán rất là nhiều trong mấy cái tháng gần đây, là em nhập về cái dòng này anh em xài phản hồi rất là ok luôn, đặc biệt là cái lam nó khá là dài. Đây là con X1 giá 1,6 triệu, công suất thì tầm 35cc nha anh em, nói chung là hạ cái đứng là khỏe luôn đó. Còn cái con ở phía trên này là con Atin, con này thì cũng tương tự như cái con nãy em nói, nó là với dòng Atin của Đức đó. Thì hai thằng này á nó sẽ hao xăng hơn những cái dòng máy Nhật chuẩn Nhật ở trên này, nhưng mà nó vẫn tiết kiệm xăng hơn là những cái dòng máy Trung Quốc. Nếu không phải em nói vậy rồi anh em sợ anh em không dám mua là không phải nha, dòng này xài cực kỳ ngon nha nha, tiết kiệm xăng hơn máy Nhật rất là nhiều nha. Hai con này thì máy lốc nhôm luôn đó, nếu anh em kiếm tầm giá mà rẻ xài hai con này là rất là ok, và đã rất là nhiều anh em đi trước anh em xài rồi. Con này thì công suất nó khoảng 41cc nha nè, nó bự hơn con này nữa nhưng mà kích thước nó gọn hơn nữa. Rồi giá nó 1,9 triệu nha. Rồi kế tiếp nữa là cái con X19 đó, em sẽ quay ba con này, em quay luôn cho anh em, tại vì ba con này là máy tay cục nha. Dòng này là dòng Ryobi đời mới nha nè. Đây cái dòng này nó có cái chữ Kawin ha, đây là phiên bản giới hạn của con Ryobi, nó có cũng một cái phiên bản là cũng màu vàng nữa, nhưng mà cái mặt ốp lam đây là màu đen nha nè ha. Thì cái dòng đó là cái dòng thường, còn cái dòng này là dòng cao cấp phiên bản nó giới hạn, nó sản xuất ra để kỷ niệm 50 năm cái tập đoàn của nó thành lập, nên là cái phiên bản này xài rất là ngon. Nó là phiên bản giới hạn thì nó là phiên bản cao cấp, anh em xài rất là sướng, nên là cái giá tiền nó sẽ cao hơn những cái dòng máy thường. Thường thì em về bán những cái dòng này thì tầm 2,2 triệu thôi, nhưng mà riêng bữa nay là nó tới 2,4 triệu, tại vì máy nó đẹp hơn, cây lam nó mỏng hơn ha, cây lam nó mỏng nhìn nó rất là thể thao và nhìn rất là nhỏ gọn nha nè. Anh em kiếm cái máy để tỉa cành lấy con này là tuyệt vời, mặt trời luôn đó. Công suất thì tầm khoảng 31cc, đời thì cực kỳ cao nha nè, nó có thể hoạt động trên mọi địa hình của thế giới luôn, tức là tỷ lệ pha nó là từ 25-50:1 luôn ha. Cái này thì khi nào mà anh em mua thì em sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cái cách sử dụng và cách pha nhớt tùy theo cái địa hình của mình sử dụng ha. Rồi chút xíu nữa em sẽ test nổ và anh em xem tiếng máy rồi ưng ha. Rồi bây giờ em sẽ đo lam cân nặng cho anh em xem. Lam 4 tấc rưỡi, 5,1 kg. Lam 3 tấc rưỡi, 4,5 kg. Lam 3 tấc, 3,5 kg. Đó, con này chỉ nhẹ nhẹ có 3,5 kg thôi nghe anh em, rất là nhẹ luôn, thậm chí là vợ em nó cầm bằng tay trái luôn, là rất là nhẹ nhàng. Rồi tới hàng ở phía trên này là mình những cái dòng máy mà máy tay dài nghe anh em. Dòng máy này thì mình sẽ phù hợp khi mà anh em cưa lâu thì sẽ không bị mỏi tay nha. Đó, còn cái con này thì anh em kẹt kẹt anh em leo lên trên leo trèo lên cao thì anh em cắt tỉa nhánh vẫn tỉa cành vẫn được luôn, tại vì cái khối lượng của nó rất là nhẹ. Và đặc biệt là ba cái dòng này là ba cái dòng máy phải nói là nằm trong những cái top máy bán chạy nhất ở cửa hàng bên em nha. Tại vì cái dòng này thì thứ nhất là đời mới, cái hai đó là chạy rất là bốc, nó công suất là công suất cỡ lớn nha nè, nó tầm khoảng 35cc, nên là hầu như là cây nhỏ cây lớn gì nó cưa được hết, mà tầm tiền nó chỉ có tầm 2 triệu thôi, nên là nói chung là nó không có đôi hữu với mấy hàng khác, nên là nhiều anh em khoái là cái dòng này là ngon, bổ, rẻ, dễ xài, dễ sử dụng. Anh em mới xài lần đầu xài con này cũng rất là ok luôn ha. Rồi con này thì 2,1 triệu, con này 2,1 triệu, ba con này đồng giá nhau 2,1 triệu nha nè, thích lấy con nào thì lấy. Thì á nó chỉ khác nhau về cái trắng tay cầm ở bên đây thôi ha. Con này thì trắng tay cầm full luôn nè ha, còn bên đây là zin của nó là không có trắng tay cầm nghe nè, tại vì anh em thấy nè đó, cái đời của nó là không có trắng tay cầm, ở đây nó có hai cái bát nè, con bên đó là hoàn toàn không có luôn, tức là nhà sản xuất ra nó không có nha đó. Còn cái con bên đó thì nó có trắng tay cầm ha, nhưng mà cái con bên đây thì nó được cái là cái lam nó đẹp nhất ha, thằng này là lam là đẹp nhất nha nè. Và tùy, nói chung thì ba con này là như nhau thôi, anh em thích lấy con nào thì lấy, còn em thì em ngồi em xăm soi cho anh em, cho anh em thấy cái sự khác biệt. Còn trong ba con này á, hai con này thì lam bằng nhau, còn anh em thích lam dài thì lấy con này nha, con X3 nè đó, cái lam này nó sẽ dài nhất nha. Còn nếu mà muốn thể thao thì lấy con này, nó là cái ốp của nó là vàng đen đó, vàng đen thì nhìn nó thể thao hơn. Còn hai cái con bìa này là cái ốp của nó là full vàng hết, công suất thì là tầm 35cc. Đây là dòng máy hệ G320 nha nè, dòng này là dòng cưa hở, mà nếu mà anh em xài gia đình thì phải nói là cực kỳ ngon ha. Mà em có đã nói với anh em rồi, đây là dòng máy mà bên em bán chạy nhất,
thì đã rất là nhiều anh em xài rồi, thì anh em xài heo ha, anh em đi heo lố mòn của những anh em trước thì xài những dòng này rất là ngon ha. Rồi ok, đang 3 tắc gửi 4 ký 7, 3 tắc gửi 4 ký 7. Con này lan nó sẽ dài hơn nha nè, 4 tắc 2, 5 ký 2. Rồi còn ra ba cái con tiếp theo này đó là những cái dòng máy mà những cái dòng máy mà lốc lốc nhôm nha nè ha. Con này là lốc nhôm, con đó lốc nhôm, con này lốc nhôm luôn. Đó tin bên đây luôn. Đó, bốn con này là dòng máy lốc nhôm nha. Thì cái dòng máy này nó còn nhảy nổ hơn cái hàng Ruby nãy nữa. Nhất là những anh em mà ở miền Tây nha. Nếu mà anh em ở miền Tây thì anh em nên xài hai dòng này. Đó, một là Makita, hai là Echo. Còn nếu mà anh em ở từ miền Trung, Tây Nguyên hoặc miền Bắc đó thì anh em nên chuộng cái dòng Atin. Ở tại vì mỗi cái máy nó thiết kế theo một cái vùng miền riêng. Cái dòng Echo này thì cái tiếng nổ nó nghe hay, nó dễ nổ, dễ sử dụng, hoặc là anh em mới xài máy cưa lần đầu hoặc là mua tặng cho bố mẹ ở quê thì anh em nên xài hai dòng này, xài rất là ngon luôn anh em nha. Em đã giới thiệu và tư vấn cho những rất là nhiều anh em như vậy rồi, là về đúng như lời em nói. Tức là anh em mua là một chuyện, nhưng mà tới lúc xài gia đình ở nhà xài, ông bà già ở nhà xài, thì anh em phải kiếm một cái con máy nó nhẹ giật và nó dễ nổ khi để lâu ha. Thì anh em xài hai dòng này cho em là rất là ok ha. Cưa đảm bảo với anh em là cho bà giả quê cưa là mọi thể loại cây là sử dụng đều ok hết. Con này là Makita 2.250.000 nha anh em. Máy thì khá là đẹp, chuẩn Nhật ha. Hai con này là đều sản xuất tại Nhật hết. Đó, con bên đây là lốc nhôm, nhưng mà cái mặt bên đây là nhựa, mặt bên đây là nhôm ha. Thì nó sẽ có hai cái cục gù ở đây luôn để chống rung. Còn cái con bên đây nếu mà anh em hết nhôm hết, mặt trước mặt sau về nhôm tá lả lung tung hết, thì anh em lấy cái dòng này Echo 302. À, con này thì cái tiếng nổ nghe cực kỳ hay nha nè ha. Còn con này thì tiếng nổ nó nghe nó trầm ha. Còn con này thì tiếng nổ nó nghe nó có tiếng vang á, Echo á, Echo là tiếng vang giống như anh em chỉnh nhạc karaoke vậy ha. Đó, thì anh em lấy dòng này, hai con này trên nhau 50.000 thôi. Con này thì mắc nhất 2.250.000 nha nè. Rồi em sẽ đo lam cho anh em xem, chút xíu nữa em test nổ anh em nghe tiếng máy anh em quyết định ha. Hai dòng này thì nó chung khoan khúc thôi. Lam 3 tắc gửi 4 ký 9. Con này cưa củi hết bài nha nè. Làm 3 tắc gửi 5 ký 4. Đặc biệt là cái dòng 3 lá 2 với dòng này nè, phụ tùng rất là rẻ và dễ tìm. Rồi hai thằng này là Optin ha, hai thằng này là Optin. Optin này là Optin 41cc, con bên đây cũng vậy luôn. Thì con này là Optin 015, con bên đó là Optin 010 nha nè. Dòng Optin 010 thì cái màu của nó màu trắng, thì nó chỉ có khác biệt cái thứ nhất là cái màu, cái thứ hai nữa là cái dòng Optin 010 thì nó có cái phanh, có cái hắn xích. Thì tùy do anh em hết cái phiên bản nào thì anh em lấy ha. Đó thì đây là cái dòng 015 thì giá nó là 2.2, còn cái tin 010 á thì nó sẽ mắc hơn 100.000. Lý do là nó sẽ có thêm cái option là phanh đó, nên là nó là giá là 2.3 nha ha. Với lại cái lam nó cũng đẹp hơn đó. Rồi con này thì anh em cưa khai thác đồ này kia trên gần trên Tây Nguyên, cưa gỗ, cưa cây keo cao su đồ này kia đó là tuyệt vời nha. Cái thằng tin thì nó chuyên về máy cưa rồi, nên là anh em xài là yên tâm luôn. 3 tắc gửi 5 ký 2, màu trắng mà còn rất là đẹp nè. 4 tắc 2 5 ký 2. Rồi còn ba cái con này là hai thằng này là Echo nữa nè, Echo nồng đứng, con này là Makita nồng đứng và Makita nồng nằm. Ba thằng này á đáng lý ra là nó có thể nói là nó nằm ở trên top này luôn nha nè, nó là phiên bản cao cấp, tại vì nó đời rất là cao và máy nó còn rất là mới đó. Thì đầu tiên là cái thằng Echo này là Echo nằm đứng nha, con này phải nói là nằm trong top những cái con máy mà nhẹ nhất trên thế giới nha. Nên là anh em nào kiếm một cái máy cưa mà nó nhẹ như một cái con cưa điện, cầm như không cầm, nặng như một cái nón bảo hiểm, thì anh em lấy con này xài cho em là ok. Cưa củi được, cưa nhánh được, leo trèo lên cao nhẹ nhàng, và đặc biệt con này là lam xích mới luôn, nên là cưa là mua máy bãi nhưng mà về là cưa bé ngót như là hàng đập hùng nha nè. Đó, và giờ đặc biệt là cái dòng này giống như là phun xăng điện tử vậy đó, cái bộ chế hòa khí của nó giống như bên máy cắt cỏ đó, nên nó cực kỳ tiết kiệm xăng nha nè. Đó là cái ưu điểm của thằng này ha, 2.4 triệu Echo. Rồi còn thằng X6 này đó thì giá nó là 2.5 triệu. Con này á anh em nhìn đây chưa phê đâu, em quay mặt này là anh em ghiền được nè, nhưng mà anh em cũng nhìn cái phần nước sơn đó nha, nước sơn zin nha, còn rất là đẹp. Bữa trước em cũng có về mấy con lô trước á, thì bữa trước em bán cho anh em tầm có 2.2-2.3 anh em không. Còn bữa nay cái con này á, là 2.5 triệu, thì anh em phải biết là nó sẽ đẹp, cực đẹp, máy cọp,
thì giá nó phải cao. Đây anh em thấy không, con này nó tới 37cc, làm rất là đẹp nha. Đó, nên là giá nó là giá cao hơn. Thì anh em mua biết rồi, máy bãi mà, máy mà càng mới càng ít xài, máy nó chùm mền thì giá nó sẽ cao hơn. Nhưng mà anh em mua giá cao, cái độ bền nó cũng tỷ lệ thuận theo luôn. Là con này anh em mua thì khác gì là máy mới đâu nè ha. Xài chừng chục năm là bình thường, hết sức bình thường luôn. Makita 37cc. Rồi còn anh em không hết đồng đứng, muốn kiếm một cái máy đồng nằm chạy nó êm ái trợ lực ha, đặc biệt cục cao su ở đây nó còn luôn nè ha, đời cực kỳ cao, thì anh em lấy cái dòng này Makita 332. Con này thì công suất nó khoảng tầm 35cc đó, có phanh luôn, con này có phanh luôn đó, rất là đẹp nè, nước sơn nè, cực kỳ đẹp luôn, bóng bẩy đó, có hai cục cao su này chống rung đó, rất là êm. Con này nói chung á là nó giống như cái hàng bên đây nè, cái hàng nãy mới quay nè, giống phân khúc dưới hàng này nè, nhưng mà nó có thêm những cái công nghệ ví dụ như là trợ lực, có phanh, có hệ thống cao su chống rung, nên là nó mắc tiền hơn ở chỗ đó. Nên là em mới nói là ba cái hàng này á, đáng lẽ nó nằm ở trên phân khúc này nè nghe nè, nhưng mà do là tại mình sắp máy nó không hết hàng á, nên là cho nằm lọt ở dưới này á, nên là ba cái hàng này anh em xài gia đình cực kỳ ngon, trong tầm giá khoảng 2,5 triệu thôi. Rồi ok, em sẽ đo làm công suất hiện có báo rồi đó, chút xíu em tắt máy rồi anh em biết là 4 tấc 2, 3,7 kg. Dòng này quá đẹp luôn. Là 4 tấc 2, 4,6 kg. Makita 332, dòng này rất là nhiều anh em ghiền nha nè. 3 tấc rưỡi, 4,5 kg. Rất nhẹ. Rồi bây giờ mình sẽ lên hàng ở phía trên. Đây là những cái dòng máy cao cấp như nãy em đã nói. Đầu tiên là hai cái con dòng máy Maloc, máy Mỹ anh em. Hồi nãy vô đầu tiên cái clip của mình á, thì mình có một con máy em có giới thiệu với anh em là dòng máy Mỹ nè, à, dòng máy rẻ, nhưng mà hai cái con này là hai cái dòng máy đời mới anh em đó. Nó hai cái con này á là giật cực kỳ nhẹ nha đó, giật cực kỳ nhẹ luôn. Nếu anh em kiếm một cái máy chạy bốc mà lại nhẹ giật và cực kỳ bền bỉ, cái độ ổn định cao á, à, cái độ tin cậy, độ ổn định cao, thì em xin giới thiệu với anh em là X8 với X9 hoàn toàn 10 điểm nha anh em ha. Hai con này phải nói là cái độ, nhất là cái độ ổn định về lửa bugi á, cái cục IC đó cực kỳ ngon anh em, chạy hầu như là cực kỳ hiếm xảy ra tình trạng mà lỗi IC ha. Bán 10 máy là hầu như 10 máy là cái độ lỗi là gần như không có luôn, 99%, xài rất là ngon đó. Đây là cái dòng máy mà hiện nay nếu mà anh em nào có bà con Việt kiều ở bên Mỹ xài, thì anh em thấy là mấy thằng Mỹ đời mới bây giờ vẫn xài cái thương hiệu này nha. Thương hiệu này là của thằng Mỹ nha. Đây Maloc Romax là anh em thấy không, Romax đó, thì anh em thấy là anh em tưởng tượng tới gì, đó là cái thương hiệu Apple nha. À, anh em thấy là mấy cái MacBook hoặc là iPhone rồi đó, là nó rồ với mắt, MacBook iPhone 13 rồ mắt đó, rồ với mắt là anh em biết là tới hàng Mỹ. Thì hai cái hàng này dành đáp ứng cho những anh em mà xài cái máy mà thích cái máy mà chạy nó mướt, chạy nó bốc, chạy nó sướng mà vẫn tiết kiệm xăng, mà vẫn nhẹ giật, thì anh em lấy con này là số 1 luôn. Hàng này công suất tầm 35cc nha anh em, Maloc đó, máy rất đẹp nha, 2,3 triệu thôi. Rồi đo làm đi em, hai con này có phanh luôn á. Làm 4 tấc, 5,8 kg, 4 tấc. Hai con này nó chỉ khác nhau cái lam thôi, 6 kg. Anh em thấy một bên là lam trắng, một bên là lam đen nha nè ha. Mặc dù hai thằng là giống nhau, và lam này là lam zin đó nha, lam zin hàng máy đó. Rồi, khác đời thôi. Rồi con X10 này hay lắm nè. Con này thì là dành cho những anh em mà thích hàng rẻ mà kiếm hàng ngon nha. Con này là Nakatomi nha nè, cái tem Echo dán chơi thôi. Nó là Nakatomi, đời là khoảng 2017, đời rất là mới, 55cc là nghe nè, 55cc, cưa cây cắt rất là đã ha. Dòng này bên em đã bán rất là chạy luôn ha, tiết kiệm xăng hơn những cái dòng máy 5200 của Trung Quốc khá là nhiều luôn ha. Dòng này là xuất Nhật, xài cực kỳ ngon nha nè ha, độ ổn định cực cao. Nếu mà anh em kiếm cái máy mà tầm 2 triệu mà công suất lớn nhất, thì thằng này là phải nói là vô địch, không có đối thủ nha. Anh em xài dòng này rất là ngon, có trợ lực luôn đó, 2,2 triệu nha nè ha. Rồi nó lam em, con này thì lam khá là dài luôn, bao anh em cưa những cái cây, kể cả cây lớn ở trong rừng luôn á. Lam 5 tấc, khối lượng cũng không quá lớn đâu, 6,2 kg đó, chỉ có 6,2 kg thôi mà 55cc mà nồng đứng nữa nha nè. Rồi còn con này là Echo nha, con này thì 2,9 triệu, Echo 361 ha, dòng này dòng máy hệ rồi đó. Rồi tiếp em, 37cc nha, dòng máy hệ, nồng đứng, nồng đứng thì nó chạy nó rất là bốc và nó nhẹ nha.
làm 4 tấc gử. Đó là dành cho những anh em mà mình hạ cây đứng á. 5 kg. Thì xài những dòng này rất là ngon, công suất lớn nhưng mà vẫn nhẹ. Đó. Rồi còn con này là danh ma, con này thì dòng máy hệ ha. Dòng này thì là dành cho những anh em mà mình cưa đường trường á, ví dụ như mình có nguyên một đống gỗ mà mình kiếm một cái máy để cưa mà muốn nó nhẹ nhàng, muốn nó tiết kiệm xăng và muốn nó chạy ổn định ha. Ví dụ như xách cái máy cưa mà vô trong rừng mà gặp cái máy mà ho sổ mũi cảm lạnh hoài rồi kiếm hở đâu sữa, thì anh em nên xài những dòng này, độ ổn định cực kỳ cao luôn. Bao anh em xách rừng đi cưa chỉ có 2,7 triệu thôi, dòng danh ma thì anh em biết rồi ha. Con này là nước sơn zin luôn nha nè. À, con này bên em hoàn toàn có thể sơn dặm lại nhưng mà anh em vẫn để nguyên thủy như vậy, nó có cái giá trị của nước sơn zin của nó riêng, tại vì nguyên cái máy của nó là mặt ốp nó là nhôm, nên là trong quá trình sử dụng thì không thể nào tránh xài xước, mà anh em thấy không, cái độ nước sơn zin của nó còn đẹp khoảng 90% luôn. Rồi xích của nó, con này là xích mới luôn, xích 325 xích lỡ rồi nè, cưa cực kỳ bén nha. Đó, lam là lam này nó giống như là nó còn bền hơn lam Latin đó, nó có cái mố giãn cách nhiệt á, nên là chạy rất là ngon ha. Con này nó tới 41cc nha nè, bao cho anh em cưa cây lớn luôn nhưng mà vẫn tiết kiệm xăng nha, tiết kiệm xăng hơn cả những cái dòng máy nồng đứng nữa ha. Rồi 2,7 triệu. Còn cái con này là G36, con này thì dòng máy hệ, con này thì nó cũng giống như hàng bên đây nhưng mà công suất nó nhỏ hơn tí. G36 là 37cc nha nè, con này thì 41cc nhưng mà dòng bên đây thì nó phổ biến hơn, nhất là những anh em cưa cây hợ, cưa cây dịch vụ, cưa cây mướn á thì xài dòng này rất là nhiều. Lam nó là lam Latin luôn. Đó, xích thì còn cực kỳ dày nha nè, con này xích cực kỳ dày, hay là xích mới, là xích mới luôn nha. Con này xích mới, như vậy là mình có một cặp máy cưa đường trường xích mới. Thì nếu mà anh em nào mà mình không có đủ điều kiện, đủ kinh tế mà mình chơi xin qua 350 đằng kia đó, thì anh em xài con này, em phải nói với anh em là nó là 9,5-10 so với 350 luôn, hầu như là nó chạy không khác biệt gì, kể cả độ tiết kiệm xăng, kể cả độ bền luôn, anh em tiết kiệm được một khúc luôn ha. 2,7 triệu, 2,8 triệu, tùy do anh em muốn lấy con nào thì lấy ha. Đó, chạy là bao ngon cho anh em nha, đặc biệt là anh em cưa nhiều á, là 4 tấc gử. Anh em phải xác định cưa nhiều là phải kiếm máy nó tiết kiệm xăng. 6,2 kg. G36 nè, dòng máy hệ đó, hai này là hệ không à. Là 4 tấc 2. 5,6 kg. Rồi mình tới ba hàng chân dài đại gia nha nè, ba này là dành cho dân đại gia mình cưa nè. Đó, ba con này thì nếu mà anh em hỏi là mua về cưa khai thác được không thì em nói là cưa khai thác được nha, cưa dịch vụ được nha, nhưng mà nó hơi uổng tại vì máy quá đẹp anh em ơi, máy phải nói là chảy nước miếng luôn. Có những con này là con bên đây là sản xuất đời 2016 là hai con này thì nó không thể hiện năm sản xuất nhưng mà em đoán thôi thì cũng phải tầm năm 2017-2018, đời cực kỳ cao luôn. Ba hàng này là đời mới nhất trong cái lô này. Con này mà nếu mà anh em có điều kiện kinh tế thì chẳng khác nào anh em xách tiền anh em đi mua iPhone 14 Pro Max hoặc là anh em đi mua chiếc SH về anh em chạy. Công nghệ gì mà tối tân nhất, xịn sò nhất trên máy cưa thì nó đều áp dụng trên con này. Em nói đơn giản vậy thôi là anh em hiểu nó ngon như thế nào. Chạy cực kỳ êm ái, có phanh, có trợ lực, có chống rung, có tá lả linh tinh hết trơn. Đời gì mà nhân loại nó sản xuất ra đều có hết con này. Ba con này đều là sử dụng lam xích mới nha nè. Chạy rất là ngon ha. Đó, hàng này là Ruby, con này thì nó 37cc. Hai hàng bên đó là 41cc. Đó, 41cc như vậy anh em kiếm máy công suất lớn thì lấy hàng ba hàng đó. Còn nếu mà chỉ xài gia đình sòn sòn thôi mà muốn xài cao cấp xịn sò nhất, lấy con này là ok nhất rồi ha. Em đánh giá cao con này ha. Đây là Ruby, đây là Kirit và Huvana. Đó, ba hàng này sử dụng cái lam nó giống nhau. Đó. Còn về hình thức, về công nghệ thì nó cũng tương tự nhau nha nè. Nó sẽ có hệ thống lò xo đây nè. Ở trong rung rất là đã. Mấy con này thì anh em đợi tách nổ rồi anh em lụm thôi chứ. Nói mà review về mấy con này thì thôi, những cái gì mà ngon nhất rồi, nó nằm đây rồi nè. Rồi đo lam thôi, hầu như không có nhược điểm nha nè. Là 4 tấc 2. 5 kg. Mấy con này mà có nhược điểm thì chắc là chỉ có nhược điểm là nó rớt mẹ cái hùng rồi. Là 4 tấc 2. Chứ không có gì để chê sử dụng dòng này. 5 kg. Là 4 tấc 2. 5 kg 7. Rồi ok, ở đây giờ là mình có một cái con máy nữa nè, Sinawa 346. Thì cái dòng 346 này đó là thường là nó về màu đỏ nghe nè, nói hồi nó khang tiếng luôn anh em không cảm nha. Đó, nhưng mà gắn gán nói để cho anh em hình dung được cái máy. Thì cái dòng Sinawa 346 này nó hay về cái tiếng nổ. Đây là cái dòng máy mà bán chuyên nghiệp, tức là anh em xài chuyên nghiệp cũng được, xài gia đình cũng được, còn Sinawa 350 là chuyên nghiệp luôn. Đó. Thì cái dòng này thì thường 90% máy về là nó màu đỏ. Chỉ có cái dòng này là màu cam, lâu lâu nó hiếm lắm rồi, trong vòng khoảng 1 năm nay em mới về được một con thứ hai.
cách đây cũng gần một năm, nhớ là hồi tháng 9 năm ngoái anh em, là nó về được một cái con màu cam giống gì nè, rồi tới bây giờ nó mới về được con vậy luôn. Nói như vậy cho nên nhiều anh em đừng có sợ, nghe nói tới nó u máy hiếm quá, thôi tao mua đâu là sợ không có phụ tùng tập bậy. Nó về nó khác cái màu thôi mấy cha, còn cái buộc gan phèo phổi ở trỏng là nó y chang à. Nên là ví dụ như máy mà có bị trục trặc IC bình xăng con đồ này kia thì mình lấy mấy cái dòng 346 phổ biến mà màu đỏ của mình gắn vô bình thường ha. Con này thì nó tiếng nổ nó rất là hay, garanti là chỉnh dài chỉnh đài nghe nhạc luôn đó. Và đặc biệt là cái trắng tay cầm rất là lớn, nên là rất là nhiều ông khoái cái chỗ này là cầm cảm giác như là có người che chở vậy ha, rất là an toàn luôn. Và đặc biệt là nó có phanh nha, 346 đời này nó có phanh đó, độc lạ nó có phanh, còn những cái dòng 346 bình thường không có phanh đó. Con này là 3.4 triệu ha, tiếng nổ nghe cực kỳ hay, chút xíu anh test nổ anh em nghe ghiền liền. Rồi còn cái dòng này là dòng máy vua rồi, Shinowa 350, con này ở bên Nhật á thì giá máy mới của nó tầm khoảng là 50 triệu, bây giờ em bán 4.3 triệu, rẻ hay mắc anh em đánh giá nha. Đó, tới nhiều anh em cứ nói mày bán máy bãi gì mà tới 4-5 triệu mà không biết cái máy mới bên Nhật bao nhiêu. Rồi con này thì còn rất là đẹp, đặc biệt là cái phiên bản này về nó có cái tay cầm nó giống như 346 bên này nè. Đó, bình thường của nó là nó không có cái tay cầm này nha, bình thường tay cầm nó đau lắm, còn cái này nó có phiên bản nó bọc cao su đây luôn. Rồi, cái máy còn rất là mới nè, nó còn màu đỏ dưới này luôn, còn nếu người ta xài nhiều là nó chốc hết ha. Đó, con này là cũng là một trong những con máy mà máy cọp nha nè, 4.3 triệu. Rồi đây là hai dòng máy hệ nha, máy hệ là anh em có thể cưa từ sáng tới chiều, 54 tấc 2, tức là nó còn hệ hơn G36 nãy luôn, 6 ký, làm là tinh luôn nha nè, 54 tấc 2, 5 ký 9. Rồi còn ba thằng máy khai thác, em bán mấy dòng máy khai thác này sướng lắm, nói chung là chỉ việc là mình quay sơ qua hình thức đó, xong rồi test nổ lên là mấy ổng lụm. Mà tại vì mấy cha mà mua máy này thật sự anh em đồng ý không, mấy trả quỷ hết trơn, máy diễn biết chứ, tại mấy ông mà mua máy lớn này là đã xài qua máy nhỏ rồi, đã biết xài rồi, nhưng mà bây giờ là đi cưa khai thác hoặc là những anh em mà họ cưa chuyên nghiệp á thì đi săn tìm mua thêm một cái máy cưa để về xài, nên là những cái dòng này thường là em review thông số đo lam là lụm thôi. Đó, ngoài ra thì bên em là bao cam kết cho anh em là những cái dòng máy này chạy rất là ngon, bên em đã test đi test lại các tính năng hoạt động ok tốt bình thường ha. Rồi rẻ nhất trong cái dòng này là Echo 452 45cc lam Latin bản lớn xích bự ha, cái bề bản lam nó gần cá tắc đó chạy, bao cho anh em cưa mấy cây cổ thụ luôn, bao anh em lâm tặc làm nghề ha. Rồi garanti là chỉnh tay, nước sơn là nước sơn zin mà còn quá trời đẹp luôn, đẹp chảy nước miếng nha nè ha. Con này 45cc 2.6 triệu. Con này là Actin 030 thì con này là 50cc 2.8 triệu. Dòng này thì chuyên về cưa cây gừng nha em, chuyên khai thác luôn đó. Thằng này 45, thằng này 50. Rồi bự hơn nữa là mao lốc của Mỹ, mao lốc 2.5 triệu. Con này thì là 60cc. Con này nói chung là nồi động có đá nhưng mà chạy rất là ok, nó sản xuất lâu rồi nhưng mà máy thì em săn được một con là còn rất là đẹp nha em ha. Đời mới cái con này, máy đời mới là hàng này nè, hai thằng đời mới là hàng đó đó, nó là đời mới nhất đó ha. Còn cái con này là đời trước, nhưng mà cái hàng đời trước này nó lại chạy rất là ngon nha nè. Đó, 2.5 triệu thôi mà 60cc chạy là bao đâm nha. Rồi đo lam, đặc biệt là có con này xích còn rất là dày, lam 5 tấc rưỡi. Con này nằm mà cầm là chắc tay lắm nha, mà đã ưng một cái là nước sơn còn quá đẹp, chuối nha, không lam nó quá dài, 8 ký, 8 ký nha. Năm tấc 6 ký 8. Rồi con này 2.5 triệu thôi mà 60cc, mua về anh em lấy cái lam xích anh em bán cũng lời nữa, lam 5 tấc rưỡi, xài xong rồi hàng quỷ này đem đi bán đồ nhôm, bán ve chai cũng lời nữa, 7 ký rưỡi. Nhôm bây giờ là 50-60 ngàn ký, anh em nhân cho 7 ký rưỡi đi, mà giá chỉ có 2.5 triệu thôi, anh em xài banh to lông anh em bán ve chai vẫn còn có tiền anh em ha. Đó thì đây là ba cái dòng máy khai thác mà phải là dòng máy cọp, dòng máy ổn định chuyên nghiệp, tại vì mấy cha mà mua máy này á, mình nói cho vui á, là ổng xài dữ lắm, không có ai mua mấy cái máy này mà xài ít á, nên là phải săn tìm những cái máy mà nó chạy nó còn ngon, nó còn cọp, nó còn ổn định để bán cho mấy ổng. Chứ còn mà mấy máy này mà mua máy tàu lao tầm bậy tầm bạ hay xài ba bữa gọi rồi sửa bảo hành chết luôn ha. Rồi bây giờ anh sẽ chăm xăng test nổ lên, anh em ưng con nào thì alo chốt giùm em qua số hotline 0967100003. Đó, em nói chuyện em review cho anh em là muốn khắp khang tiếng luôn, nhưng mà vẫn muốn review nói để cho anh em hình dung được cái máy nó ưu nhược điểm như thế nào ha. Ở hy vọng là
được cái sự quan tâm của anh em, được cái sự ủng hộ của anh em, mua chọn lựa cho mình một cái máy cưa để sử dụng cho gia đình ha, cũng như là ủng hộ kênh bên em ngày càng phát triển ha. Rồi cảm ơn anh em, bây giờ em sẽ chăm xăng tép nổ và tép máy cho anh em ha. Cục cao su chống rung, cái lốc máy thì có dập mấy trên da băng đàng hoàng nên là yên tâm là hàng nhật ha. Nhưng mà xài rất là ngon anh em, cực kỳ ổn định, ngoại trừ là cái bô nó thiết kế nó hơi nhỏ nên là nổ nó hơi to hơn, với lại cái máy thì nó hơi xấu hơn so với những máy khác thôi, chứ còn mà về xài gia đình là ok nha, kể cả là nó còn có thiết kế mấy cục cao su để chống rung cho anh em luôn, nên là cái dòng giá này nó mềm nhưng mà xài gia đình rất là ok ha. Siêu nhẹ, siêu tiết kiệm xăng, siêu nhẹ nổ anh em ha. Đấy, tiếng nổ rất là êm ái luôn. Anh em kiếm một cái máy nhỏ gọn nhưng mà vẫn là chạy bốc, tại vì nó nồng đứng. Rồi thêm cái công nghệ nó, cái bô nè, thay vì nó hỏi phụt ra đây thì hỏi đây nè. Thì như vậy là khi mà mặt cưa mà nó bay vô đây tới đây gặp nảy hỏi ra, cái máy mình lúc nào cũng sạch ha. Đó, một cái thiết kế rất là thông minh của cái dòng Echo nha. Và ngoài ra thì con này là xích mới luôn, nên là anh em cưa là cực kỳ bén nha. Makita nồng đứng nha anh em. Con này rất là đẹp, khi mà anh em nhìn qua đây là như là máy mới nha. Tuyệt vời. Nồng đứng luôn. Lực nha anh em, chiều nhẹ thôi là nổ rồi ha.
con này anh em mà đi hạ cây đứng rồi này kia các kiểu là tuyệt vời, tại máy nó có công sức lớn mà. Vấn đề là bữa nay là mình tuyển được con này quá đẹp luôn. Đời cao có phanh luôn nha. Và đặc biệt là nó có hệ thống chống rung rất là tốt. Máy quá mới luôn. Anh em nhìn mấy con ốc nè, đẹp tới từng con ốc luôn. Quá trời xuất sắc ha. Máy mấy thằng Tây Long, mấy Mỹ nó xài, anh em khỏi sợ cái vấn đề là yếu nè anh em. Đó, máy mà máy Mỹ, dòng máy Mỹ này chạy là cực kỳ đã luôn, dòng rồ mắt luôn nè ha. Đó, tiếng nổ của nó cách âm luôn, rất là nhẹ nhàng. Máy cưa nhưng mà nó nổ cái tiếng rất là êm ái. Anh em nghe chạy cả ngày luôn, không nhức đầu. Và đặc biệt là cái chụp giật rất là nhẹ. Đó, chụp nhẹ lên thôi. Công nghệ chống rung nó chỉ trang bị cho những cái dòng máy đồng đứng, những dòng máy mắc tiền tầm 3 triệu rưỡi tới 3 triệu 7 nó mới có. Tuy nhiên là chỉ riêng cái dòng này là nó có luôn cho anh em nè, lò xo nè, không là nó chống rung rất là hiệu quả, cực kỳ tốt luôn. Nên là anh em xài dòng này, thứ nhất là đời mới, máy đẹp, cái hai nữa là công nghệ gì trên này nó cũng có hết, rất là đã. Nên là em mới khuyên anh em xài cái dòng này bao im luôn ha. Gài phanh vô là tắt máy luôn. Đó, rất là tốt. Nên là khi mà anh em cưa nè, anh em thấy không? Đó, khi mà nó bật lên gài phanh là tự động stop máy luôn. Đó, cực kỳ thông minh. Nên là khi mà anh em cưa lỡ mà ví dụ có bật lại vô phía sau, dính đinh hay gì đó ha, bật lại phía sau thì cái này nó cắn vô tay mình, nó đẩy xuống cái cốc cái là xích không chạy, máy tắt luôn ha. Đó. Rất là ok nha anh em nha. Em gài ra. Chụp giật trợ lực nhẹ hiệu luôn. Đó, ngồi giật thôi, khỏi cần phải đứng vậy dùng lực gì. Công sức lớn nhưng mà giật rất là nhẹ nhàng. Đó, anh em nào mà cần máy công suất lớn thì là lụm con này nha. Giá rất là mềm luôn, giá yêu thương. Oh.
thì nó còn chạy đầm nữa nè. Anh em lên hết ga là nó rất là đầm luôn. Xích của nó là xích mới luôn nha. Đấy, rất đầm ha. Ganti rất là chắc ha. Một con máy quá xuất sắc nha Nam. Máy như mới luôn. Tuyệt vời. Mà tiếng nổ nghe ganti là nghe ghiền luôn á. Nó có chế độ chống rung nè anh em thấy không? Nó nhìn nổ là dịp nè. Khi mà anh em đưa vô ổ đưa rất là đã. Buông ra về là về ganti nổ thịt nghe đã liền. Chập giật là trả lực luôn. Máy cực kỳ keng các bạn. Con này là nói về cái độ êm ái khi cưa là tuyệt vời nha anh em ha. 10 điểm về độ êm ái luôn đó. Là độ mới thì khỏi phải bàn đi. Đó, made in Japan nha. Đây. Made in Japan đàng hoàng. Rất là keng xà beng, máy còn mới chát luôn. Đây mở cái này lên là mấy ông xuống tiền liền nè. Đó. Không có tiền cũng nên mượn tiền đi xuống cái con này đi, nó quá trời mới rồi anh em ơi. Đây. Bà mẹ nó cái lọc gió zin mà nó mới tới mức độ gì thì cái máy còn gì nữa anh em. Đó. Quá trời đẹp luôn. Từng con ốc bugi rồi nồng rồi IC rồi vui tá lả linh tinh chứ. Đó mới keng xà beng luôn. Đó con mấy con ốc bắt xét rồi này kia nè, còn cực kỳ mới anh em. Và đặc biệt ăn tiền nhất là cái này nè. Đó. Cái lọc gió còn rất là mới thì chứng tỏ là cái máy nó xài rất là ít. Xin ra qua 3, 4, 6 màu hiếm nha anh em. Màu này cực kỳ hiếm luôn. Một năm nay mới về được con màu cam như thế này nè. Quá đã luôn, con anh luôn nha. Và tiếng nổ là cực kỳ hay. Con này dành cho những anh em mà khoái cái thương hiệu Xin ra qua bền bỉ tiết kiệm xăng. Và đặc biệt nữa là tiếng nổ nghe ghiền luôn. Nó nổ còn hơn xì bo nữa. Sáng sáng mở nổ ganh ti thôi, nhâm nhi ly cà phê nghe tiếng máy thôi là cũng phê đó nha anh em. Rất đã nha. Ganti là chỉnh vô lâm luôn. Đó, anh em muốn lớn lên này xiết vô nè. Đó. Đó, nó lớn lên này không? Nào thì mình chỉnh theo ý của mình luôn. Rồi, xin qua 350 dòng máy vua nha anh em. Con này được cái bữa nay về là có chánh tay cầm luôn nha. Bình thường xin qua 350 đâu có chánh tay cầm đâu. Phiên bản này nó có chánh tay cầm luôn. Đó rồi, có cục cao su chấm rung ở đây luôn cho anh em ha. Tiếng máy nghe rất là mê. Lam Latin đầu nhọn nha. Anh em đâm chọt rồi này kia cái gì cũng dễ vậy. Một con máy cực kỳ cọp nha anh em. Quá trời keng xà beng luôn. Xích thì còn rất là dày. Xích này nó dày như mới đó. Còn cái bề bản lam rất là to nha. Anh em tha hồ hơn cưa cây cứng không sợ nóng lam. Là bơm tự động, ví dụ như trường hợp mà anh em mà không hít nó bơm nhớt tự động, bấm thêm đây nữa nè, nó bơm ào ào, ào ra như mưa luôn. Ganti là chỉnh tay nha. Rồi ngoài ra là nó có phanh nữa nè, cài tới là phanh nè.
Quên nói với anh em là nó có phanh nữa, nó rất là độc đáo nha. Thường là mấy cái dòng 452 về là nó không có phanh, phiên bản này là phiên bản có phanh. Thường là 452 VL nó có thêm chữ D là nó có phanh ha. Rồi cái phanh này nó có nắp nè, anh em bẻ tới bẻ luôn để gì nè, biết không? Để cho nó có khoảng trống anh em châm xăng nhớt vô ha. Rồi, quá cọp ha. Con này thì công suất nó hơi lớn nên để nhờ cameraman cầm việc nó phải có lực chút xíu nha nha. Cực kỳ cao, nổ cực kỳ đã, công nghệ mà tối tân nhất trên máy cưa đều ở trên con này đều có, ví dụ như là chống rung, dập dịch trợ lực, có chú bơm đó, le gió thông minh và đặc biệt là có tiếng nổ cái 5.1 có 83 decibel thôi, rất là nhỏ nha anh em. Đấy, mới rửa xong á nên là nó còn nước nha. À, em test nổ lại cho anh em coi nè. Đấy,
Đấy, rất tuyệt vời, chống rung luôn. Khi mà chạy á là cái chỗ này cái tay cầm của mình là nó không có di chuyển, nhưng mà cái phần máy nè nó nhịp gì nè thì nó có cái hệ thống lò xo. Như vậy là khi mà anh em đưa vô gỗ cưa rất là êm, nó không có chuyển động, nó dập tắt mọi cái dao động ngăn cách tới cái tay của mình, nó là cho dù cưa gỗ vô gỗ mà nó cứng, nó sốc, nó dằn, nó sốc như thế nào cái tay mình cầm gắn rất là êm ái. Đó là cái lý do mà giá tiền nó cao hơn so với những cái dòng máy phổ thông thông thường. Còn những cái dòng máy phổ thông thông thường á, cái máy nó chạy nó rung sao á, nó truyền lên đây trang lên trên cái tay của mình luôn đó. Do đó là tiền ít với lại tiền nhiều nó khác nhau ở cái chỗ là cái độ êm ái khi mình sử dụng nha anh em. Đấy, đây là cái dòng máy mà siêu cao cấp rồi, anh em xài gia đình cũng được, khai thác cũng được, cực kỳ đã ha.